Vâng, hello, xin vẫn chào tất cả anh chị đã quay trở lại với nokiasachthành.com anh em ngày hôm nay ha. Thì buổi trưa em đang ở tiệm thì nó rảnh quay cho anh chị xem cây 9210. Ở cây này nguyên zin bản 100% nha chị, còn rất là mới nha. Hàng này của Phần Lan. Đó, phía trên là có cây anten nè. Đó, nói chung là cái máy này nó cũng cổ lắm nha anh chị. Cái anten này rất là đẹp. Ở trong nó có một màn hình nữa nè đó, và cái bàn phím này hồi xưa giống như là một cái laptop di động vậy đó. Anh chị nào mà đang kiếm hoặc là đang nghiên cứu cây máy mà có hai màn hình đó thì nên nghiên cứu cây này. Em có một cây thôi, còn rất là mới đẹp nha. Cây này hơn 3 triệu nha anh chị, mua cứ liên hệ em nha. Màn hình ngoài nè, nó trắng đen thôi, nghe gọi sưu tầm. Nó sản xuất năm 2003 đến giờ 19 năm. Vô cây đặt cái phần em xem cái phần cây đặt chuông thôi. Em thích nhất cái phần anten này nè, nhìn nó ngầu ngầu, nó độc với những cây khác nha. Đó, con cây một bữa có hai cây, cây 9110 nữa rồi cây kia bán rồi, em còn có cây này thôi. Vô menu nè, cây này cầm thì nó hơi nặng nha anh chị, cây để nhà sưu tầm chơi thôi chứ cầm theo thì nó hơi nặng. Cũng có chức vài chức năng cơ bản, nghe gọi nhắn tin thôi chứ không có nhiều chức năng nha anh chị, nó không có camera gì hết. Cái này phần tháo nắp thẻ sim, nó hai bên đó anh chị, tháo ra là nó sẽ ra cái nắp này thôi đó, thẻ sim này. Còn muốn tháo pin thì đẩy cái chốt này lên thì gỡ cục pin ra thôi, nắm hai bên là gỡ ra đẩy chốt lên đó. Còn cây một, còn muốn lắp lại cái nắp này thì anh chị lắp này nè, nó cho nó vô cái ngàm. Ở đây nó có cái ngàm nó hai bên hai ngàm, rồi bóp vô thôi. Rồi ok, bàn phím nó rất là đẹp nha chị, không có bị chạy phím nào hết nha. Rồi cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi nha, thấy hay cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên em ha. Rồi chúc anh chị ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình, hẹn gặp lại trong clip lần sau nha.